ngồi dài tới phía sau, lo để đầy hết. Cho nên là làm sao mình có dãy restroom rất là lớn. Cái này là nếu mà tính ra chùa ở vùng này, đây là lớn nhất, có thể chứa được 4-5 nghìn người cùng khóa hội khóa tu. Hồi xưa đã từng làm rồi, cả mấy cả nghìn thầy ở đây, mỗi một ông mỗi một gì á là có 3-4 thị giả đi theo, hoặc là 2 cô thị giả, đa số là cô nhiều hơn nam, đúng không? Tại cô hiểu ý mấy thầy hơn, nấu ăn rồi gia vị ngọt chua đồ, không ngứa chỗ nào rồi gãi dùm rồi. Cái đàn ông tấu giả lắm, khó dạy. Cho nên thường mấy thầy thị giả nữ theo đồng thì thông thòng đó, rồi ngủ với bố, rồi sleeping bag, chỉ có thế thôi. Là chỗ này sinh hoạt 4-5 nghìn người. Rồi cái có một lần năm nào đó 2000 mấy, 14-15 gì thua rồi, cái ông thầy á, hào quang thì đen thui như mỏng cái mực, lên ngồi ngay đây nè, ghế cao lắm, phải như ghế kiểu này như vụ đó. Chỗ này á, là cái tượng Phật Thích Ca ngồi cậu vô đời mự lắm. Ổng giảng pháp thì cái ông thầy giả đó, ổng mặc áo tràng thường thôi, bưng nước này kia cho sư phụ mình uống rồi đó. Mà ngược lại cái ông thầy giả, cái hào quang ảnh sáng rực rồi. Cái thằng đệ, oh, sorry, cái ông đệ tử sáng. Còn cái ông sư phụ mà đang giảng pháp á, tối đen như chó mực. Anh bắt đi, tôi cười quá, tôi kỳ ta, sao màu đen mà lại đi sai màu trắng? Tại vì con người có đức độ nó có hào quang, con người không có đức độ nó đen thui à. Cũng giống như mấy cũng vậy, đứa nào không biết tu, không biết tu đủ biết liền à. Đứa nào mà đọc kinh là mặt mày sáng sủa, nó hiện lên mặt luôn, đừng nói chi mà cần có cái nhãn thần. Sau này sư phụ mới ngồi thiền hỏi Xích Long, ông đó làm sao? Trời, ông đó là Bồ Tát đó. Rồi tự nhiên ông đó, ông cũng biết sư phụ là ai. Ông có mình ông thấy sư phụ à, ngồi nói chuyện với sư phụ. Tại vì tên trong chùa sư phụ là Thiện Trí. Thiện Trí giỏi quá ha. Thiện Trí có tiền mà không xài ha. Thiện Trí mở nơi cho tu tập ha. Phước báo vô lượng, rồi không kêu nói chuyện gì đó. Cái nó qua lại, cái giờ sư phụ còn giữ số kho nằm, ổng đâu ở bên là lên tà đâu qua. Chắc sau này kiếm ổng về. Cho nên trong Phật giáo cũng có Bồ Tát hạ phàm, ổng là Bồ Tát. Nhưng song song cũng có Dạ So, Dạ Atula. Thú á, Atula là cái đầu là con thú á, lúc làm chuột, hàng rắn, nhưng mình là mình người. Hoặc là sư tử về cái xuống cái cạo tóc mão vàng, Dạ So Atula vậy. Mà họ thì dễ ở kinh điển Phật là họ thuộc rào rào, họ còn nói chuyển ngân vô tài khoản, không cần phải tới chùa, không cần đốt nhang. Mà trong khi kinh Phật á, dân hương đúng không, thời nay tổ của họ tu tóm tắt hơn mình nhiều lắm. Chuyển ngăn được rồi. Có thằng này dạ hết đó con. Nó thấy lạ không? Đó là đi ngược lại hết. Còn hồi xưa Phật Thích Ca là vua, giàu có, thái tử mà, là cần phải thất thực, cảm mình bán, đi tới đâu để thử lòng chúng sanh, có cho cơm không? Để mà một người nào mà cho Phật củ khoai là người đó cũng có phước, để mà làm cho mọi người có cái lòng từ bi. Còn thời nay các con, ngày mai chúng ta đi làm từ thiện ở vùng Pleiku này nghe, vùng núi này nghe, các con chuẩn bị 5.000 phần ôm cần khoảng 300.000, các con để mà lo mấy nghìn phần thì nghe rất là make sense đúng không? Đi cút chợ mà cút người nghèo, nhưng mà phần gì giờ không có đưa 300.000, lấy 30 cũng làm 300 phần được, thì lấy 300 gói mì gói cũng là 300 phần, 300 bằng chải răng răng luôn.
Cho nên thầy, thì bây giờ ý thầy nói chỗ này, thời nay làm từ thiện là đi cho. Thầy làm gì có tiền? Hồi xưa Phật bỏ hết tiền để mà đi tạo phước cho chúng sanh, thời nay mấy thầy cứ đi cúng không à, làm đi chúng sanh, đi ngược lại. Những cái gì Phật dạy là đi ngược lại hết. Lắm như thầy giàu lắm nha, đã mặc áo vàng thì đâu có tiền đâu, nhưng mà tối ngày cứ đi nói đi làm từ thiện thôi, không có chùa nào mà không đi làm từ thiện đó. Con có thấy không? Còn chính phủ mình cũng vậy, đúng ra lo cho dân, mà hỏi ngân khố mà thiếu á là lên giá điện, lên giá xăng, lên cái gì cũng lên đó. Cái xã hội thời nay á nó đi ngược, upside down. Đó là lý do tại sao mà có một lần một vị rất là lớn về giáo huấn sư phụ. Cha mình á ngồi thiền nhắm mắt có mấy second thôi, là dưới thế gian mình á cả mấy trăm năm á, người quỷ á nó là lộng hành vậy, nó làm cho nhân loại khổ. Có một năm 10 năm trước mấy con thấy trong phim ảnh TV ở Việt Nam bắt cóc mấy đứa nít bán qua bên Trung Quốc á, nó nhốt trong lòng. Đúng là thịt của nít, máu của đứa nít nó làm cho da dẻ tươi á, cho nên mấy cái đảng viên trung cộng á là nó ăn thiệt á. Ở đây Hollywood cũng vậy, đứa movie star này nó có loại là red zone, ăn dây đỏ hả. Máu của con nít là giống như steroid vậy đó, giống như cái gì không gì đó, kiểu một bằng kiểu không hay chích á, cho nên có vụ 27 với 77 á, nó có thiệt á. Cái lời chúc mày thì nó quỷ mà đâu có nhân từ, nó bắt cóc mấy đứa nít Việt Nam mình đem bệnh nó bán. Rồi có một cái hình mà chụp ra được, nó trùi, nó nhốt nít cũng giống như nhốt con đám dịch vậy, con biết không? Con nào ấy móc ra, ở Mỹ này cũng vậy. Mình nói nhiều á, lên trên này cũng vậy, Mỹ nó cũng y như vậy. Ác dữ lắm, quỷ mà. Con người chỉ có khác nhau có một cái á, là cái thần hồn. Còn khi ra đường mà con đi vô một cái phi trường, hay vô một shopping mall, hay là vô Times Square của New York, con thấy ai cũng mặc đồ vest, mặc mày ngon lành, nó đẹp trai đẹp gái. Nhưng mà nếu mà con có kính chưa yêu mà con đeo giống như sư phụ, hoặc là cặp mắt mấy con mà tu mà đắc chứng mà nhìn thấy bảo đảm á, con vừa đi tới hàng đó con phải né. Là tại sao? Là vì nó là con quỷ, nhưng mà nó mặc áo vest bên ngoài người thường đâu có thấy. Thời nay là vậy, nhất là thượng hải hay Bắc Kinh, con đi mà con có cặp nhãn thần mà con nhìn đi, bảo đảm con về con bị ám ảnh liền, không có dám bước ra đường. Đầu toàn là đồ thú mà, đầu chuột, đầu rắn, thằng nào cũng đẹp trai mà áo vét hết. Ở cái thời mạt pháp này, cha mở cổng cho quỷ dương đầu thai nữa, để cho nó có cơ hội cuối cùng để mà ăn năn hối cải. Cha chỉ ngồi thiền có mấy giây thôi mà nó làm chúng ta khổ như thế này. Đó là lý do một vị lớn lúc đấy nói vừa nghe, cha không có nhẫn tâm nhìn chúng ta sống khổ nữa. Chúng sanh đã quá khổ bởi những cái ác này rồi, nó có 5 cái ác thôi. Còn những cái thằng mà trùm khăn khủng bố cũng là một cái ác, cũng là quỷ Atola không. Nhưng mà ai làm gì làm, cuối cùng nó cũng nặc danh, nó mượn danh cha thôi. Thì hôm nay cha ra cái đạo Thiên Tâm để mà trừng trị, để mà cứu con của cha, và đưa cho phụ xuống đây để nói lên những chuyện siêu nhiên, những sự thật, để cho mọi người tỉnh ngộ. Hôm nay mấy con tỉnh ngộ trước ngồi đây, nhưng mà sư phụ bảo đảm ở đây mình có 200-300 người đi, mỗi một cái thế hệ trong gia đình mấy con sẽ có một cái lớp mới, rồi sanh sôi nảy nở.
mỗi năm 10 năm thì họ thêm càng ngày càng đông, hiểu được những cái gì sự thật, đường nào đường tránh, đường nào đường tà, rồi nó sẽ lan rộng ra. Trở về câu chuyện của Thiên Long Thổ mình mà bị cái thằng Tyson Green mặn hiếp á, cũng là như vậy. Nó cũng là một vị Bồ Tát đó con, Thù lỡ giận nó, cho nên Thù phải sám dùm cho nó, sám hối cho Thù: ô Bồ Tát Tyson Green, mày làm người tao khổ, để sau này cái cuốn chuyện nó ly kỳ hơn chút, để cho mấy anh Mỹ ở vùng này nó quảng hồn. Mày tối ngày mày gặp tượng tao trong nhà thờ, mày lại mày xin tối ngày cho tôi bớt bệnh, tôi bị rau, tôi bị cholesterol, tôi bị đủ. Còn mày gặp tao á thì mày đi ăn hiếp ta. Thì sau này cuốn chuyện nó ly kỳ hơn. Đó là lý do tại sao mấy vị nói là cái duyên nó như vậy. Bất cứ thù làm cái gì đều nó có cái lý do của nó. Thành cũng là cái lý do, bại cũng là một cái lý do tốt. Trên mạng truyền thông cũng vậy, người mà chửi sư phụ nhiều nhất thì người đó hôm nay tu còn giỏi hơn, ý giỏi hơn mấy đứa con nữa. Nó chửi nhiều mà hôm nay nó biết là thiệt á, nó lại quảng hồn á. Trong đó bảo đảm có mấy con ngồi đây đúng không? Đứa nào hôm nay sám hối giờ ta lên luôn đi. Quá trời đông. Trong đó có thằng nghe mình hồi xưa nữa không con? Cười kìa. Cậu cái ông nổi này lên đây nói 2-3 năm chán quá. Thôi là nó hiểu. Thì đó là lý do tại sao hồi xưa sư phụ lên mạng nói không sao, chửi đi con. Tất cả AK-47 cứ bắn hết bằng đạn đi. Rồi sau này mấy con sẽ hiểu. Thì cái thằng khao đi này cũng vậy luôn đó. Sau này nó sẽ hiểu. Đó là lý do cơ trời làm vậy. Cái lâu lâu sư phụ mới ngồi buồn, rồi cũng ngồi than thở, thù tâm sự nó diễn giống như thù ngồi đang ngồi nói chuyện với con vậy. Hỏi qua hỏi lại, cái nói sao đời nào nó tự xuống trần cũng đã chịu khổ, giờ ngày không chịu khổ làm sao mà dạy được họ. Nhờ ba cái linh của ngài mà hôm nay 3/4 địa cầu họ mới ăn hiền ở lành, nếu không có qua ở hành tinh này á, nếu mà hồi xưa ngài mà không xuống chịu ba cái linh đó thì hôm nay á là cái hành tinh này cũng giống như zombie. Nó có những cái hành tinh ở xa xôi trong ba tam thiên đại thiên thế giới, nó có thật. Có những cái hành tinh đó là không có Phật nào mà tới đó nói chuyện được, không có vị Bồ Tát nào tới đó mà cảm hóa họ được, cũng chẳng có vị thần nào đó luôn. Nó chỉ có Atula với Satan thôi, được chiến đấu nhau gặp nhau là từ xa xa thôi. Tại tụi nó cũng thần thông rồi bay nhảy rồi vũ khí rồi lợi hại mình, giống như tụi UFO rồi vậy đó, là nó chạm nhau trước, gặp nhau là giết, gặp nhau là giết. Nó có một cái thành tinh mà một cái chiếc thân của sư phụ đang ở đó. Bởi vì nó cái tướng người cũng cỡ dài, cũng cỡ bự bằng cái đinh này vậy đó, tướng sư phụ á, mà không phải mặt người giống như vậy, mà chỗ đó không có nước. Mà cái nước của họ đó là nó màu hồng nha, mà nó sạch sạch, nó không có chìm. Rồi cái sư phụ mới hỏi cái gì Thái tử qua bên đó làm gì. Trời ơi, ngày qua đó ngày làm ngày can gián tụi nó, ngày cũng khuyên dỗ tụi nó, ngày đi một cái nhiệm vụ ở đâu cũng đều là giống giống như vậy hết. Thì nhìn sư phụ chiếc thân đi trong tam thiên đệ thiên thế giới phận 10 đang hiện tại luôn á, đang active luôn. Rồi cái hồ mới hỏi mấy vị, vị chết cái chiếc thân nào mà đang quan trọng nhất trong cái thời nay? Cái chiếc thân này, đó là tại sao cha với mẹ ngày đêm kèm để dạy dỗ, là vì cái chiếc thân này dạy ra được cái đạo. Còn những chiếc thân kia là cũng giống như một cái trip nhỏ đi can gián, người đi làm vua hay là làm tướng để mà bình trị một cái lãnh thổ, đại khái vậy thôi, nó không phải là chuyện lớn. Cái thù mới nói, ủa vậy trên cái thế giới này nó cũng có rất là nhiều đạo mà. Đúng, rất là nhiều đạo, nhưng mà không đạo nào cũng là thờ thượng đế cha hết. Nhưng họ không có học Phật, tại vì Phật rất là khó, không phải ai cũng muốn thành Phật, ai cũng mà ngồi thiền được đâu.
Bây giờ con không tin á, con kêu mấy hai khách mà nó ngồi thiền nó đâu có ngồi được 5 phút thôi là nó nhảy bứng lên liền á. Nó ngồi bắt đầu nó tịnh tịnh cái là nó nhớ đến cái chuyện gì nó chưa làm xong, cộng dây điện nó chưa hàng thôi là nó bưng lên. Vậy cười thì nó đang làm điện tử thì cũng nói điện tử không? Rồi cái đưa cho cái bà một người làm về địa ốc đang ngồi thiền chết cha tu gọi cái bà này cái mối này mối lớn đang tìm mua nhà ngồi dựng lên liền đó con, không phải là dễ ngồi thiền 5 phút đâu, khó lắm. Đúng không? Gọi bà chủ nghe vừa ngồi thăm cầu ô bữa nay tôi quên cái bà khách quý của tôi phải đi gọi bà liền đó. Nó có mấy cái chuyện đó, cái đang ngồi thiền là có phước mới ngồi được, chứ không phải ai cũng muốn ngồi là ngồi. Trời ơi, làm tổng thống thì dễ, làm tổng thống Mỹ dễ ợ, con đẻ Mỹ con ấn cử con làm tổng thống, nhưng mà làm Phật á khó hơn làm tổng thống gấp triệu lần đó con. Mà nó khó hơn gấp triệu lần nhưng mà lại dễ hơn gấp tỷ lần. Tại sao dễ? Nhưng mà không có chỉ đường khó, nhưng mà không chỉ đường dễ. Đường dễ là cầm cuốn kinh ngã cái đầu xuống. Tại cái đầu chúng ta rất là tức, nó có 7 khớp xương đây nè, 7 cái sụn sáu không à, chỉ cần dần dần xuống là thành Phật. Có nhiều người không có chịu gục xuống á, cái đó là bỏ tay. Cho nên ở đây lâu lâu có những người mang chồng tới, mang em rồi tới, nhưng mà sư phụ thấy chưa đủ duyên á, thầy hồ chưa dám nhận. Tại nhận rồi á không có hiểu gì hết, rồi đi ra đường á, tôi là đại tử kiệt kiệt cũng có dễ chán tôi, nhưng mà nói về kinh điển không biết thì cái người đó vô tình bị mất phước, sẽ làm cho những cái người kia coi thường người đó. Coi thường người đó có nghĩa là coi thường cha, coi thường sư phụ là chuyện nhỏ. Cái thế gian này sư phụ đã bị sỉ nhục, đã bị xã hội buồn bỏ lâu rồi, tám bề thọ địch mà. Cả mấy đêm bữa nay tới đây đông mà. Hồi xưa nó cũng buồn bỏ sư phụ, bữa nay nó hiểu rồi. Họ biết nó hiểu là thấy mấy con đông mà nó chạy theo hay là nó hiểu thì cũng không biết. Nhưng mà cũng không sáng rồi. Có cũng hơn không. Tới sư phụ là chỉ cười thôi. Tôi cũng đâu có trách móc tụi nó đâu, nó ngồi trong đó. Có tánh cái hồn vậy, những năm đầu khổ đó. Ông giàu, ông điên nè, ông làm tôi mà. Ông không muốn cho tôi tiền nữa, nói thẳng đi, kêu kiệt. Chửi cho tôi, tại chỗ đó, tỏ lần nó xin cho tôi 200 ngàn tôi đi mở tiệm ly cơ này nọ. Trời mình tôi đạo Phật mà đâu có hiển rảnh mà cho tụi mày tiền đi mở ly cơ. Tại cái luật của mình đó là không có được tặng ai rượu hay con. Người ta xỉn, người ta đụng xe bị cảnh sát bắt. Mà mình có tội. Nó tiền này tiền của cha tao. Cha hả? Cha chết rồi mà. Nói ăn sắt chết rồi, tao mọc chết rồi. Không phải cha kia kìa. Mày xạo. Làm gì có cha đó. Mày không cho tiền thì nó đại đi. Mày đặt đổi thừa là tiền của cha. Mà bây giờ mấy con hiểu rồi. Tiền của cha không á. Cha muốn cho phụ bao nhiêu là thù có bao nhiêu. Còn cha chỉ cho vừa đủ để mà cho có một chút xíu gọi là hy sinh thì nó mới tạo công đức. Cũng giống như cái tâm huyết hồi nãy cái đệ tử Thiên Vi á, mà khắc cái miếng gỗ á, nó ngồi khắc là tâm huyết, con hiểu không? Còn mua mà để trên cái máy CNC mấy cái laser nó khắc thì dễ rồi, nó vô nó quẹt quẹt cái là 5 phút. Tại nãy nghe đệ tử là nó bằng tay cho mới quảng hồn á, nó khác hơn nhiều, con hiểu không? Tại khi bằng tay cái trí gì cái tay của mình, cái trí tuệ, những cái năng khiếu nó dồn vô cái đó nó mới có giá trị. Cái gì mà dễ quá nó không có lâu bền. Con bao giờ thấy thà theo hay là chapo hay là những cái nhà buôn bán bất thiện mà nó xây nhà thờ hay xây thư viện mà để lưu truyền, chỉ cái nhà thờ thư viện lưu truyền nhiều nghìn năm đúng không? Nó có làm được vậy không? Tiền ma quỷ không có làm cái chuyện đó được. Bây giờ ngược lại con thấy Ba Vàng Tam Túc Việt Nam họ xây đầy bển lộng lẫy luôn, có khách sạn rồi, có giống như
họ chỉ mượn Phật để mà làm tiền. Làm gì chùa mà có khách sạn cho hết chứ, không khách sạn để ngoài cái khu công viên chùa đi. Tại vì cuối cùng rồi họ cũng tìm được một cái chân lý, nhưng mà tìm có nửa chân lý thôi. Đó là khi chúng ta bị nhiều áp lực quá, sắp sửa củi xanh vô lò của bác Trọng, cho nên chúng ta khủng hoảng. Khủng hoảng là kiếm ai để cứu? Kiếm Phật cứu. Mà kiếm cũng không biết kiếm cho đúng chỗ. Đi vô ba vàng tam chúc mấy cái chỗ mà sang trọng, tại vì đâu có đi tìm lên rừng lên núi đâu, nó không sao lội bộ nổi núi rừng để tìm những gì chánh sư, đâu phải dễ. Cho nên một đống chùa Việt Nam xây ra là để vậy. Chúng ta có linh hồn, chúng ta bắt buộc phải hiểu là cái hồn là bất tử. Chúng ta có hai thân người, cái thân người đang nói chuyện và cái thân người đang ăn, đang ngủ, đang nghỉ, đang đòi hỏi đủ thứ thì chỉ là giả tạm. Còn cái thân thật sự đó là cái chân linh của chúng ta, là cái đó là nó thu nhặt hết tất cả những dữ kiện từ lúc mới sanh cho tới ngày chúng ta già 99 tuổi mà sắp gần đất xa trời, điều vào một cái memory gọi là cái A lại giải thích. Nó cũng giống như cái điện thoại của con vậy đó. Bây giờ con nghĩ cái camera nó quan trọng hay là cái CPU trong đó quan trọng, cái SIM đó. Cái SIM quan trọng đúng không? À nó thâu hết, cứ chụp đi. Còn cái camera, cái máy điện thoại iPhone 5 con có thể upgrade lên, nhưng mà con lấy cái SIM con về đi. Thì cái lại giải thích chúng ta y như cái SIM trên điện thoại, nó đi từ iPhone 1 cho tới iPhone 15. Còn cái xác của cái iPhone 1 bây giờ mà con đâu có xài được, y chang vậy luôn. Thì cái hồn chúng ta cũng là vậy. Vậy cái nào quan trọng? Chạy theo cái điện thoại là chạy là những cái dự kiện mà chúng ta để vô. Đó là cái thí dụ đơn giản để cho thực tế, để cho mình hiểu. Bớt chạy theo cái điện thoại thì chạy theo con SIM, tức là mình chụp cái hình hay là mình làm cái gì á cho nó đúng đó. Cũng cái điện thoại, cũng con SIM, cũng cùng một người trong gia đình mình, cũng cùng cha cùng mẹ sanh ra, cùng mã huyết DNA thử giống nhau, anh mình em mình. Nhưng mà ngược lại, cái điện thoại, cái SIM nó toàn là mấy cái hình ảnh tầm 7, tầm 3 trong đó dở ra là quảng hồn. Còn những cái hình ảnh của mình dở ra hình Phật, hình cha, hình mẹ, kinh điển đó không? Thấy đâu cũng không khe, ai mở ra càng tốt. Mà giả bộ mở đi, mà thấy kinh Phật cái đầu mày hiếu kỳ, tao không có gì hình ảnh bậy bạ trong đó. Khác nhau ở chỗ đó, cũng cùng cái điện thoại thôi. Đó là lý do tại sao thuộc có nhiều giới bạn á. Với bạn công thì ngồi nói chuyện tâm, còn cái giới bạn đại gia cũng giống như chiêu ly sang quýt hay là tỷ phú Hà Lý hay là mấy người đại gia đây thuộc quen hết, ngồi lại mở hình ra. Hey, bữa nay tao bảo trợ nhỏ ca sĩ local nè, tại nó là ca sĩ không có muốn đi làm mắc cỡ. Mỗi tháng nó cho nó 3,000. Vậy nhí ta mà coi được không? Khoen vậy đó, khoe không à. Mấy người đã giá đây là chiếc con ngồi lại, lấy điện thoại ra là hình gái không à. Trời ơi, thấy tức cười. Ô nhỏ này áo cũ quá, bạn đứa là sao giờ anh mặc vậy? Đâu sao đâu, mày. Lâu lâu tao mới gặp nó một lần. Ở đây nó có cái tầng lớp đó. Lâu lâu cái mở buổi tiệc ăn tối, cái mấy bà vợ già của mấy ông đại gia đó cũng đi hẹn ngày ăn thường thường là 2-3 tuần, cái đi mai áo dài giống hịch với nhau lên chụp mấy con hình mà đâu có ai coi đâu, cũng bỏ lên Facebook hề này nọ trong cái giới của họ đó, đâu có được nhớ mấy con. Bữa nay đứa nào lên đây là cả thế giới coi đó. Họ cũng đều khi người có tiền, có danh vọng, họ tìm với nhau, tìm cùng ở sở thích với nhau. Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Cuối cùng rồi á, là tám đời thôi. Những ngày đầu thưa vụ vô chùa này tu á, khổ lắm. Chùa có chiếc OV hiện nhà đậu Thiên Long Thổ.
Thì hồ đậu phía sau cái Rovendor đó, ban ngày thì hồ vô đây tu tập, ban đêm thì hồ ra ô vi ngủ. Chiều chiều á, má của mấy gái thì và xách chiếc xe mặt xe đi nó đậu trước, nó chửi ông đóng được cửa chùa này ông trả biểu đình của tôi lại á, tôi ly dị với ông. Cậu ngày nào bà cũng lo, bà chửi bà hành hạ mấy bạn đạo chứ bộ, bà hành hạ mấy bà năm nỉ à, cậu ơi có 5-7 cái biểu đình thì hy sinh cái biểu đình này đâu có sao, không cũng là tiền của tôi mà, trong khi bà đâu có làm vậy đó đâu. Cái hồ tạo á, bà có ngày cái mua một đống LV chất đầy tủ, mua rồi cũng không bao giờ xài nữa, một đống giày xịn, chưa bao giờ ở căn nhà mà gọi là second hand á, mua nhà brand new không, từ đây tới Florida tới Hawaii, đúng hồ chia tay á, ở Florida có một căn, Hawaii 2-3 căn cho hết. Mà bây giờ nãy hồ cũng phải lì xì một cái coin đưa cho gái, con về lì xì cho mẹ nha, tiền này lắc thì thôi á, sẽ không bao giờ đóng. Từ ngày mà chia tay đến giờ là không bao giờ ở đi làm, nhưng mà lấy tiền của trời Phật mà cho chàng hết 6-7 triệu bạc. Làm gì cũng không có làm công đâu, ở đây nhiều người biết mà hỏi đi. Cho nên cái đồng tiền á, nó cũng có cái chánh nghĩa của nó. Còn trong khi sư phụ muốn bỏ hết đi tu, cái lúc đó là ngài sư phụ nhớ á, là sư phụ canh cái thằng con 18 tuổi nó ra trường Bellarmine á, là sư phụ đi tu, là bà sư tỷ sư cô hành trì chùa Bình Nhất này nè, gần đây nè, sư phụ nó tên cho ta biết luôn, hỏi bả thì có không, để ngày nay đệ sẽ xuất gia, đệ sẽ cạo tóc. Cái nguyên cái tầng đó ở đây một đống quần áo đó, bây giờ sư phụ còn để trong cái closet đó, tập cho sư phụ quấn mấy cái y khó lắm mà quấn là kẹp. Thế vậy mà phải dạy hoài mà thôi, sư phụ không có thuộc, tại cái đầu óc lúc đó nghĩ ngày mai mình không còn tóc nữa, nó lạnh là sao ta. Mình cứ tưởng tượng trước đó. Tại mấy thầy lên vàng hết rồi, cả mấy ông ở tiểu bang xa gom về chùa này hết rồi, chuẩn bị quá không, rồi quần áo thiệt với sư phụ, đồ vest đồ gì á, điệu polo hiệu gì á, là 3 chiếc xe truck phụ cho mấy đứa chở đi hết, giày là cho hết, tức là dây nịch cái gì cũng cho hết, không còn đồ thường nữa. Rồi cái đã tới bây giờ ngày nào cũng dạy tới còn có 2-3 ngày là lỡ mà nó có câu mà cái sư phụ tỉnh lại liền, cũng nhớ ngại tạt ly nước lạnh vô mặt mình, ngày mai để sẽ thành một người khác, không có giống như bữa nay, nhiều người sẽ lại để sẽ xá để rồi để sẽ nổi tiếng nhiều người biết, cái mình mới giật mặt trời đất, tôi đi tu tôi đâu muốn mấy cái đó, thì ra mình mới biết được á, là những người đi tu chỉ gì đó để muốn thành một người khác. Và trong khi cái mình nó nói là em á là tỷ phú, ở đây em có không biết bao nhiêu nhân viên, em chơi với mấy tỷ phú mà Mỹ chứ không phải Việt Nam, tại cái nghề của tôi nghề Mỹ, em cũng nổi tiếng gì tỷ, em cần gì nổi tiếng. Còn hiện giờ là em cũng có rất là nhiều người cung phụng em rồi, em đâu cần cái nữa. Cái bà bắt đầu là nín thôi. Rồi cái ngày mai á, bắt đầu cái lúc đó là mấy hòa thượng lớn thì vừa mới nói tên này, trong đó có cái gì mà tịch á, bữa mà làm lễ quán đảnh á, mấy còn có COVID đâu, ngày mới nói. Rồi ngày lớn nhất của giáo hội ở đây, hòa thượng trên tất cả hòa thượng, và tương thích thì mới nói hồi xưa Phật cũng có những đệ tử tại gia cũng như ngài cấp cô độc, tại sư phụ là có biệt danh là cấp cô độc, có nhiều tiền thì cho hết, gì cũng cho hết, Rolex thì cho hết, cái này là mua sao nha, cho nên 2007 là sạch bách cho lắm, để dành mười mấy năm làm chủ à, chứ thứ gì mà không có. Cái hòa thượng mới nói thì cấp cô độc
đến ngày mà tạ thế chết cũng thành Phật. Tại vì một vị Phật ở ngoài đời để mà hộ pháp, nó phải đi song song, cũng như chén với đũa vậy đó. Mấy thầy cũng cần có tịnh tài để mà sinh hoạt, nhưng mà không phải như kiểu mấy thầy thời nay lạm dụng, có hiểu không? Thầy cũng cần có những Phật tử như sư phụ. Kiếp một trên 1 triệu người ở Mỹ mà đâu có ai giống kiểu sư phụ đâu. Hộ pháp hết mình mà. Không có thầy nào mà không có hưởng lộc của sư phụ hết. Chùa nó thật luôn á, thầy nào mà cũng quen hết. Cho nên mấy con thấy mấy cái hình đó, có ai mà mời được 7-800 không về trên núi chụp cái hình kỳ đó. Nhưng mà về vô vi á, mấy gì giải thích con sau này á, sẽ độ được những người đó, họ có duyên với con. Thì cộng lợi câu chuyện đó bà tỷ bà nói, cộng lợi với mấy ông thầy cứ nói ra không à, không có ông nào mà muốn sư phụ cạo đầu. Rồi cái sau đó cái đến đức thầy mình mới xuất hiện, tức là đức mình Vũ Sổ, ngài mới nói con á với mẹ nữa, mẹ về á, con á là còn nghiệp trần chưa có trả dứt, sau này đi con trả nghiệp trần đi, con về con lo cho bá tánh an cư lạc nghiệp đi, rồi lúc đó con muốn sao cha mẹ cho. Lúc đó sư phụ không có tin về vô vi, tại mấy vị về là chạy cơ với thiền định. Mà thiền định thì mấy vị hòa thượng lớp là thiền định là đâu có phải là ma quỷ giả đâu, con hiểu không? Hòa thượng nói siêu, hòa thượng nói mang mấy vị lớn không à, cũng ngồi tiếp xúc với cha mẹ thời đó, thì mấy vị cũng về nói chuyện khuyên sư phụ. Con là thiên tử, sau này cứu độ muôn trùng chúng sanh, con ích kỷ, con cho con ngồi một chỗ, con có nguyện lực xuống đây, bây giờ con quên rồi, con đâu có nguyện gì, bây giờ con thích đi tu. Tại vì cái lại nó thích mình, nó khiến mình đi cái đường hiền đó, phải không? Mình dùng cái chữ đi cái đường hiền, nó có đường trắng, đường đen, đường xa lộ, đường gập ghềnh vậy đó. Thì tự nhiên đúng ngày đúng giờ cái đầu của mình đó, nó không có làm chuyện gì khác được ngoài cái chuyện mỏ với kinh thôi, với thiền thôi. Lúc đó từ từ mới về những tháng đầu mấy vị cũng mệt với sư phụ đó. Cứ nói chuyện với sư phụ hoài, cũng không tin thì bị bệnh, trời ơi, bệnh chết lên chết xuống. Thì từ từ rồi cái mấy vị mới nói những cái để sư phụ phải phân tích theo giống như phòng lab vậy đó. Có một lần mẹ nói con nhớ đi, hồi lúc con 10-15 tuổi, con có bị người ta đánh xém chết đúng không? Mẹ là người cứu con, mẹ là người lấy cái áo khoác của mẹ, lấy áo khoác phủ lên người con để cho con bảo toàn cái xác phạm. Mình mới nhớ, có không ta? Ai thù nhớ lúc mới ở Mỹ, thù hay thích đi Ba Te, thù đi Ba Te hay lắm, đi ve yeah được nó. Mới ở Mỹ nít mà chạy vòng vòng trong cái khu mà Monte Carlo mà ở đường Story với Mark Baplin á, vợ trái vô cái đường Willow hay gì đó thường nhớ, thì nó có khu gọi low income, người nghèo không à. Thì vô ở trong đó thì nó có lớn cái khu đó cũng 300-400 gia đình á, có 1000 gia đình á, chạy vòng vòng mà nó có bên Mỹ bên Việt Nam. Vụ bữa đó đi vào tèn sao mà lọt vô khu Mỹ, ủa nó trận nó giết cái chục thằng, nó đá vô họng học máu chảy máu cam chảy máu mũi, mà mình mang te đâu có chạy được nữa, nó quýnh mình té rồi, cứ bò cứ lết lết là vừa lết là té vừa lết là té, cứ gõ cửa để mà chạy núi nó đông, cái gõ hoài gõ 2-3 nhà không ai mở hết. Thì có nhà bà Việt Nam bà làm sao á, nó mở cái thụ chui vô thì cái bà đóng cửa lại thì hù được cứu. Thì kỳ đó xém chết. Tại xưa mễ nó giết người mình á, nó không có camera, thời đó không có camera, nó cũng chẳng có DNA nữa, thể mà có và nhân chứng vật chứng thì mới bắt. Còn chứ hồi xưa tội phạm nó giết người mình đi bỏ báo dục thùng rác là chuyện thường đó, không thời đó
khoảng năm 80-81. Mẹ nói lúc đó con chết rồi đó. Bị đâu cái thù nó giật mình hết trụ. Sao biết được hay vậy ta? Chuyện này ít ai biết lắm mà. Chỉ có vài người trong nhà biết thôi. Rồi cái sao cái mẹ nói thêm nữa. Lúc con đi vượt biên lên trên biển, tàu bị hư máy. Con thắng ai? Con thắng Phật. Đang bảo cấp 7, cấp 8, tàu sắp chìm. Tự nhiên con nhìn lên trời, con thấy một cái luồng sáng. Về sáng lại là không còn là bảo nữa. Cũng là mẹ cứu. Cái đó mình mới nói. Cái cuối cùng nó gì mới nói. Những cái gì con hãy tin đi, đều có lợi cho con và có lợi cho chúng sanh, cho quần chúng. Không có phải như mê tín hay ma quỷ nhập đầu, mà có lợi cho họ là tiền với buồn ngãi. Thì từ đó Thụ mới suy luận ra tất cả những gì mấy vị dạy và mấy vị làm đều có lợi cho Thụ. Từ một người bình thường cho tới ngày hôm nay. Rồi lúc đó sao đó, cái Hữu lúc là độc thân nha. Khi ly dị đợt đầu là cái Hữu là single man. Free land bro. Cái vô đạo chức OB đó đó. Thật sự Hữu biết cái mẫu lâu rồi. Chiều cái bà biết cái Hữu hay ngồi nhìn ra cửa bên cái bà lạng với xe. Bà không dám vô đây. Ở lạng rồi đó, ở bà đi. Thấy xe bà cho Hữu biết chiếc hình như Acura màu trắng đó. Lặng lặng vậy. Thời gian đó thì sống gần với thầy mà nhờ như vậy mà tới ngày hôm nay Thụ biết được hết tất cả kinh điển. Nó biết hết thì hơi không đúng, nhưng mà biết những cái đại cương, những cái kho, những cái điểm chính. Nhưng mà Thụ biết là tam đại tạng kinh, ví dụ mình cần tìm hiểu cái gì, cũng như từ điển, mình biết lật từ điển gì đó, thì Thụ biết hết. Thụ mình nói thành Kusuma là cái gì, cội bồ đề là cái gì, sa la là cái gì, rồi ngạ nan là ai, đại khái là mình lập ra là nó có nguyên cái đó. Có những người không có biết lập nha. Sau này Thụ mới biết, cả mấy vị hòa thượng hay mấy thầy mà muốn lên giảng pháp, mấy ông phải ngồi á, phải soạn bài ba ngày cái con, chứ mấy ông đâu phải tu cả đời là biết. Còn cho Thụ á, chỉ nói trong cái trí nhớ thoáng thoáng thôi, có bao giờ Thụ soạn cái gì đâu. Mấy vị bây giờ mới nói, chú thằng này sao mà ngộ ta, mà nói chuyện không có soạn gì hết, mà nói 5-6 tiếng mà không tiếng hoài, đâu biết đâu. Có một cái, Thụ rất là thông minh, từ nhỏ tới lớn học cái gì nhớ cái đó. Thì qua những cái lần đó, cái lúc đó Đức Thầy mới nói, sau này con sẽ cứu muôn trùng chúng sanh, chứ con không có thể vô ngồi một chỗ, chỉ cúng cho bản thân thôi. Con đã là một vị gì rồi, mà lúc đó mấy vị chưa có nói sư phụ là cái thai hồ gì. Gần đây mấy vị mới nói sư phụ là một vị Bồ Tát sống của thế gian rồi. Nhưng mà ngoài Bồ Tát có hai muôn trùng Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát là con của Thượng Đế là khác nữa. PhD ở ngoài đó có cả ngàn người PhD, nhưng mà PhD mà cộng của 100 là khác nha. Có cái potential làm tổng thống à. Còn phía đi mà con của dân chơi hay là con của người này người nọ làm hết. Thì đó là những câu chuyện những cái năm đầu. Đến ngày hôm nay sau này thì những cái đường, những cái cửa bắt đầu mở ra. Thì tự nhiên cái Thiên Long Sơn, con của cháu của Đỗ Mười giàu quá, dư tiền qua Mỹ mua đất, mà mỗi lần lên cái bị Sơn Thần giả ma hù cũng chạy xuống. Lúc mà ông bán vụ kìa thôi, em là người tâm linh, chỗ này nó linh lắm, lần nào mà anh lên anh tưới, cũng là tưới mấy chỗ nhà Bùi Trúc. Thì xưa ông chỉ có cái nhà Bùi Trúc thôi là cái ốp thịt của ổng, ngoài ra mấy kia là không có xài được. Mỗi lần lên cái nghe tiếng người, tiếng động, mấy vị làm đủ kiểu để cho ông sợ. Ôi, núi này linh lắm, mỗi lần anh lên là đều có chuyện lạ hết. Xe anh
bị sẹp bánh rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, rồi anh nghe được cái này, anh thấy được cái kia. Ờ đại vì tôi không có thích nối, tại vì tôi có nhiều building rồi, tôi lấy cái nối này làm gì? Nhưng mà ông cứ năn nỉ hoài. Đại khái tóm tắt lại là mấy sau này sư phụ hỏi cái gì, tôi hù để cho nó bán. Cũng là mánh môn á, nhưng mà bây giờ mình nói tới núi Thiên Long sao, đây đất tìm chủ, thì cái núi của mình thì cũng có tà làm chủ, lúc đầu giữ núi, đến ngày thiên tử ra đời lập đạo thì tà đưa thắng chánh. Cho nên cái câu cuối cùng hôm nay mình nói câu chuyện hôm nay để trả lại danh khẩu cho cái gì là cuối cùng của cuộc phim này, final của cái final là tà lúc nào cũng không bao giờ thắng chánh. Chúng ta sẽ trở về Thiên Long Sơn ăn những cái tết vui lợi như ngày xưa. Tại vì mình ăn cái tết trên đó mình chụp hình mình lầm rầm, ở đây thì cũng tạm ok phải không? Nhưng mà hôm nay mấy vị cho mình một cái bài học là để cho tụi tà nó làm gãy cái cây nêu của sư phụ đi. Sau này á, dân ở vùng này á, người ta bắt đầu mà ta mới khiển trách lợi cho cái đám này. Mấy vị đã từng nói cái Thiên Long Sơn sau này á, nó sẽ như cái thành phố này. Nên mình đừng có nản, mấy con đừng có buồn. Hôm nay mình ăn tết đây nhịn nhục nó đi. Nhưng mà những năm về sau, sau này cái chín rồng mà nở rồi á, mấy con sẽ hiểu. Cái câu cuối cùng, cha đã từng nhắn cho sư phụ nói lại với mấy đứa đệ tử họ Thiên. Phải giữ vững lòng tin và phải nhẫn nại tu tập trong lúc thời kỳ chót này, tận thế này. Chỉ mà thiền lập kinh và giữ vững lòng tin thôi. Ngoài ra, không có gì quan trọng bằng cái đó. Còn lời mẹ hồi sáng nhắn lại cho phụ nói lời với mấy đứa họ Thiên là mẹ chúc tất cả các đệ tử của con, tức là nói với phụ á, họ Thiên, mẹ cũng dùng chữ họ Thiên nha, một năm mới đầy phước lộc. Đó là lời của một vị Phật chúc cho mấy đứa con, chứ không phải lời người Phật. Ok, trả lại sân khấu cho ban ca nhạc, chứ nó hoài, nó mất thời gian của ban ca nhạc.